Một chiếc tai nghe tới công chuyện dành cho những anh em nào thích màu hồng. Đây là chiếc tai nghe của Disney, tên của nó là F6. Thề, nhìn con gấu này chiến vãi chưởng. Phần tai nghe được thiết kế nhỏ gọn và có phần tiếp để có thể bám chắc chắn vào tai. Một chạm để tăng hoặc giảm âm lượng, hai chạm để lay hoặc nhận cuộc gọi, ba chạm để nét qua bài. Đây là tai nghe chính hãng nên cái việc nó cho âm thanh tốt cũng không có gì là quá bất ngờ. Còn chị em nào muốn bất ngờ thì nhớ tát tên người yêu vô là bữa sau có bất ngờ liền à.